Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì công trình này mình tráng nền cả nhà. Thì cái nền này thì nó cũng nhỏ, thành ra mình trộn hò bằng tay luôn hết cả nhà. Thì nói chung thì cũng lâu rồi anh em mình không có trộn hò bằng tay lại ha. Hầu như là ai cũng vậy chứ không phải riêng anh em mình ha. Cái sân này mình trộn chỉ trừ khoảng độ cỡ 5 bao đó cả nhà. 5 bao thì chọn cái mẻ này là chọn 4 bao trước nha. Khi mình chọn xong rồi mình đổ cát, đổ xi măng vô, rồi mình chọn xong thì hai quận nha cả nhà, chọn qua trong hai quận. Bây giờ mình sẽ banh ra, thì mình vô nước mình ngâm ha. Ngâm cho một hồi để cho nó rút ra rồi mình mới chọn nó sẽ nhẹ ha cả nhà. Thì đây mình chia sẻ này thì không dám chỉ ai, nhưng mà có cái mình có nhiều người ta muốn chọn hồ đó, ta biết chọn cách sao đó cả nhà. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách trộn ha, thì rất là đơn giản vậy ha cả nhà. Thì đầu năm này thì mới có công trình này tráng sửa lặt vặt rồi cả nhà, chắc có lẽ là thêm khoảng một tuần sau nữa mới có công trình nhiều ha. Thì đây anh em mình sẽ làm công chuyện lặt vặt, thì đầu năm nói chung thì mới vừa qua Tết thì cũng người ta cũng chưa triển khai gì hết cả nhà. Đây thì sau khi một hồi đã phả trên xong thì anh em mình đang tô cái chân dưới luôn ha, cái nào cũng thô sơ hết đó cả nhà, không có bàn kéo luôn nha, lấy miếng gạch men kéo luôn, tại do cái này ít quá rồi anh em mình không ra mọi nghề theo hết cả nhà. Rồi xin dừng video tại đây ha cả nhà, rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà nhiều video sau nha.